B-School, học để làm chủ tri thức. Chào mừng các em đến với video lý thuyết tiếp theo trong khóa học B-Line môn toán cùng thầy Đỗ Văn Đức. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau mở đầu về khối tròn xoay. Và đặc biệt là chúng ta sẽ học 3 loại khối tròn xoay chính mà trong cái chương 2 của phần hình học lớp 12 chúng ta sẽ học. Và đây là video lý thuyết, chính vì thế nên toàn bộ nội dung ngày hôm nay thì thầy sẽ nói kỹ về phần lý thuyết về khối tròn xoay nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cần cùng tìm hiểu về khối tròn xoay là gì. Vậy để mà có thể hiểu được khối tròn xoay là gì, các em cần phải hiểu được một khái niệm liên quan đến trục của đường tròn. Liên quan đến trục của đường tròn là sao? Ở đây thì thầy có một cái đường tròn. Đường tròn là đường tròn tâm O, giả sử như nó nằm trong một cái mặt phẳng P nhá. Thì khi đó cái trục của đường tròn là gì? Trục của đường tròn là một cái đường thẳng đi qua tâm của đường tròn và vuông góc với mặt phẳng chiếu của đường tròn. Đấy, thì đây là trục của đường tròn. Thầy có một cái ví dụ ở đây. Đây là một cái đường tròn. Nếu một cái miệng chén các em có thể tưởng tượng nó là đường tròn. Thì ở đây cái trục của đường tròn là gì? Là cái đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với cái mặt phẳng chứa cái miệng chén này. Thì đây các em có thể tưởng tượng như cái que mà thầy đang để ở đây, nó chính là trục của đường tròn. Đó. Rồi. Thế thì sau khi các em hiểu về trục của đường tròn xong ấy, thì chúng ta cùng nhau nắm được một chút về khối tròn xoay là gì rồi đấy. Khối tròn xoay là gì? Thầy xét một trong không gian nhé. Thầy xét một cái hình H, được chưa? Và một cái đường thẳng đi. Một cái đường thẳng đi. Đây, ví dụ đường thẳng đi đây. Và có một cái hình H. Có một hình H bên ngoài đường thẳng đi. Hoặc là có một hình H nào đó trong không gian. Thì nếu như mà thầy lấy xét tất cả các điểm thuộc hình H ấy, mà thầy quay nó quanh cái đường thẳng đi này này, thì chúng ta sẽ được một cái khối tròn xoay. Đấy, một cái khối tròn xoay. Thầy lấy một cái ví dụ đơn giản là cái chén này. Các em có thể quan sát hình ảnh của cái chén này nhá. Thì cái chén này, nếu như mà chúng ta xét một cái chén như thế này, thì nếu mà đây là cái trục này, thì khối tròn xoay lúc nào cũng có một cái trục. Thì tất cả những cái điểm nào nằm trên cái chén này, khi mà các em tạo ra được một cái đường tròn đi qua cái điểm đấy và nhận cái đường thẳng này làm trục ấy, thì cái đường tròn, tất cả cái điểm thuộc đường tròn đấy cũng thuộc cái hình H đấy, thuộc cái hình này, thuộc cái chén này, thì đây là một khối tròn xoay. Hoặc là nếu mà thầy cầm cả cái chén này, thầy đang để vị trí như này, thầy que quanh cái trục này, thì ngay lập tức thầy sẽ tạo ra được một cái hình các em có thể tưởng tượng đây. Thì hình này cũng là một cái khối tròn xoay. Đó. Thế nên cái hình ảnh về khối tròn xoay có rất nhiều hình ảnh, cái chén này chắc không dùng nữa rồi. Cái hình ảnh về khối tròn xoay thì có rất nhiều hình ảnh, các em có thể nhìn thấy hình ảnh ở đấy. Gồm có ví dụ như cái nọ hoa này, cái hình xuyến này, hoặc là những cái hình ảnh ở đây này, thì các bạn có thể quan sát thấy là nó đều có một cái trục. Đó, thì đấy là cái hình ảnh của khối tròn xoay, thì các bạn hiểu về khối tròn xoay như vậy. Vậy thì trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung chính vào ba loại khối tròn xoay. Khối trụ, ở cái phần đầu tiên các em có thể quan sát là khối trụ này, khối nón và khối cầu. Khối trụ, khối nón và khối treo cầu. Và đấy là ba loại khối tròn xoay chính mà chúng ta sẽ học nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với khối cầu. Và để mà hiểu được khối cầu, các em cần phải hiểu được mặt cầu và khối cầu. Ok. Thầy đang có trong tay ở đây là một cái khối cầu. Thực ra cái kiến thức về khối cầu và mặt cầu ấy là cái kiến thức mà thầy nghĩ là ngay từ hồi tiểu học các em đã tiếp xúc và các em đã làm quen rồi, thậm chí lớp 1, lớp 2 nó cũng biết, là học sinh nó cũng biết là khối cầu là gì rồi. Thì bây giờ khối cầu là gì? Thì khối cầu và mặt cầu là gì? Thì chúng ta cũng phải làm rõ cái khái niệm nhau một chút nhá. Thế đây, các em có thể quan sát được hình ảnh ở đây, được chưa? Thì tại sao thầy lại nói khối cầu là một khối tròn xoay? Thì các bạn tưởng tượng này, bây giờ thầy có một cái đường tròn. Đây, thầy vẽ một cái đường tròn đây. Nếu như thầy xét một cái trục là đường kính của đường tròn đấy, như trên bảng các em có thể quan sát thấy, thì nếu như thầy quay cả cái đường tròn đấy quanh cái trục thì thầy sẽ tạo ra được cái khối cầu này. Đó, thì khối cầu này thì chúng ta sẽ gọi nó là một khối tròn xoay. Và để mà nắm rõ khối cầu này, các em cần phải hiểu được là cái ký hiệu của khối cầu. Thì thường thường khối cầu và mặt cầu ấy, thì nói về mặt cầu trước nhé. Nói về mặt cầu ấy, thì mặt cầu là những cái gì mà ở bên ngoài của cái hình này. Các em có thể quan sát này, tất cả cái lớp vỏ chúng ta có thể gọi là mặt cầu. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa là mặt cầu là tập hợp tất cả các điểm mà cách đều một cái điểm cho trước một khoảng cách không đổi. Cái điểm cho trước đấy gọi là điểm tâm. Thì cái điểm này hơi khó để có thể thể hiện, nó chính là điểm bên trong và là điểm chính giữa bên trong của cái khối cầu này, thì nó là mặt cầu. Tập hợp tất cả các điểm cách cái điểm cho trước cố định, điểm cố định cho trước một cái khoảng cách không đổi, ký hiệu là R. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ gọi nó là mặt cầu, và ký hiệu của mặt cầu là S, đó là O bán kính R, mặt cầu tâm O bán kính R. Đó là tập hợp tất cả điểm M mà OM bằng R, thì đấy là mặt cầu. Còn khối cầu là gì? Khối cầu là những cái điểm, cả những điểm bên ngoài mặt cầu này và cả những điểm bên trong nhá. Ví dụ cái phần không khí bên trong đấy, hoặc là những cái phần chất đặc bên trong, thì chúng ta tập hợp tất cả cái này lại thì chúng ta gọi nó là một khối cầu. Đó. Còn mặt cầu thì chúng ta chỉ xét cái mặt bên ngoài mà thôi nhá, các bạn hiểu cái này không nhỉ? Đó.
Ok, chúng ta sẽ nói đến vị trí tương đối của một mặt cầu với một mặt phẳng, được chưa? Thì ở đây thầy ví dụ đây, chúng ta có một cái mặt phẳng đây, đây thầy, và đây một mặt cầu. Thì các em có thể tưởng tượng là chúng ta sẽ có tồn tại ba loại vị trí tương đối như hình vẽ. Loại vị trí tương đối đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là mặt phẳng cắt mặt cầu. Vị trí tương đối thứ hai là mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu, và vị trí tương đối thứ ba là mặt phẳng không hề cắt mặt cầu. Đó. Thì trong trường hợp mặt phẳng cắt mặt cầu tiếp xúc hay là không cắt ấy, thì cái vị trí tương đối của nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái khoảng cách từ tâm của cái mặt cầu này đến cái mặt phẳng đấy. Nếu như khoảng cách từ tâm của mặt cầu đến mặt phẳng mà nhỏ hơn R thì mặt phẳng sẽ cắt mặt cầu. Nếu như lớn hơn R ấy, nếu như khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng đấy trường thứ ba ấy và lớn hơn R ấy, thì lúc ấy cái mặt phẳng sẽ không cắt mặt cầu. Và ở trường thứ hai là nếu như khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng bằng luôn bán kính R thì lúc đấy cái mặt phẳng này nó sẽ tiếp xúc với cái mặt cầu. Và cái mặt phẳng này chúng ta sẽ gọi là tiết diện của mặt cầu nhá. Và cái điểm tiếp xúc thì chúng ta gọi là tiếp điểm. Đó. Rồi, đối với vị trí tương đối của một cái mặt cầu với đường thẳng thì sao? Đường thẳng thì cũng tương tự như mặt cầu với mặt phẳng mà thôi. Cái đường thẳng đối với đường thẳng ấy thì chúng ta cũng có ba vị trí tương đối là cắt tại hai điểm tiếp xúc và không cắt. Thì nó liên quan đến khoảng cách từ tâm đến cái đường thẳng đấy. Nếu như khoảng cách từ tâm đến đường thẳng đấy mà nhỏ hơn R thì chúng ta sẽ thấy là đường thẳng sẽ cắt mặt cầu tại hai điểm. Nếu như khoảng cách từ tâm đến cái đường thẳng đấy mà bằng R thì sẽ tiếp xúc. Và lúc đấy trong trường đấy thì cái đường thẳng đấy gọi là tiếp tuyến của cái mặt cầu. Và cái tiếp điểm, cái điểm điểm tiếp xúc ấy, điểm tiếp xúc chúng ta gọi là tiếp điểm nhá. Và nếu như khoảng cách từ tâm đến cái đường thẳng đấy mà lớn hơn R thì chúng ta sẽ gọi là không cắt nhá, không cắt, được chưa? Lúc này thì chúng ta sẽ có khái niệm tiếp tuyến như vậy nhá. Đó, và các cái định, có một cái định lý liên quan đến tiếp tuyến mà các em cũng cần phải quan tâm đến. Đấy. Đó là nếu như thầy xét cái điểm A là một cái điểm nằm ngoài mặt cầu, được chưa? Nếu điểm A nằm ngoài mặt cầu thì khi đó qua A chắc chắn là sẽ có vô số tiếp tuyến với mặt cầu rồi. Và độ dài các cái đoạn A, AI với AI là tiếp tuyến đấy, nối từ A đến với các tiếp điểm ấy thì chắc chắn là sẽ bằng nhau. Và đồng thời là tập hợp các cái tiếp điểm của chúng ta sẽ là một cái đường tròn nằm trên mặt cầu, được chưa? Rồi, chắc là cuối câu này không dùng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại một cái tính chất mà thầy nghĩ là khá là quan trọng, và tính chất đấy sẽ áp dụng để các em có thể giải quyết được một cái bài toán vận dụng cao trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đó là nếu mà thầy xét một cái điểm A bất kỳ mà qua A có thể kẻ được hai tiếp tuyến tới mặt cầu mà hai tiếp tuyến đấy vuông góc với nhau, thì điều kiện cần và đủ là R phải nhỏ bằng OA và nhỏ bằng căn 2R. Thì lý do tại sao cái này thì có lẽ là trong cái buổi học chính của chúng ta, cái buổi live của chúng ta thì thầy sẽ nói rất là kỹ. Còn cái đề lý do tại sao thì trong buổi live chúng ta sẽ nói kỹ, còn ở đây thì các em cứ tự suy nghĩ và làm thế nào để có thể mềm mò giải quyết cái đấy. Tại vì cái đấy khá là quan trọng liên quan đến cái nội dung của một bài thi trong cái kỳ thi năm 2019 nhé. Rồi, các công thức liên quan đến mặt cầu và khối cầu như sau. Khi nói đến mặt cầu thì chúng ta sẽ có diện tích của mặt cầu, và khi nói đến khối cầu thì chúng ta sẽ có thể tích của khối cầu. Và diện tích của mặt cầu được tính công thức là F bằng 4pi nhân R bình phương. Còn thể tích của khối cầu được tính bằng công thức là V bằng 4/3pi nhân R mũ 3. Được chưa nhỉ? Những công thức này, những công thức các em phải nhớ nhé. Phải nhớ. Và nếu mà các em hiểu được bản chất tại sao có công thức này thì đấy là điều hết sức tuyệt vời. Trong sách giáo khoa cũng có nói bản chất đấy. Các em phải quan sát sách giáo khoa nhá. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó là mặt trụ, hình trụ và khối trụ. À, vậy thì đầu tiên các bạn phải hiểu thế nào mặt trụ. Chúng ta cùng nhau quan sát một hình trụ như sau, một mặt trụ như sau. Rồi, ở trên tay thầy đây đang là một cái hình, được chưa? Một cái hình, hình này là một cái hộp sữa ông Thọ. Và các bạn hãy quan sát này, cái mặt trụ là gì? Đây chúng ta có thể hiểu đây là một cái khối trụ này, đây là một khối trụ và một hình trụ. Vậy khối trụ và hình trụ khác nhau thế nào và mặt trụ khác nhau như thế nào, thì cái phần này là chúng ta phải phân biệt rõ mặt trụ là gì, khối trụ là gì và hình trụ là gì, phải phân biệt rõ sự khác biệt của nó nhá. Thì đầu tiên nói về mặt trụ. Mặt trụ trước hết nó là một mặt tròn xoay, được chưa? Và đã là một mặt tròn xoay thì phải có một cái hình quay quanh một cái hình gì đó. Thì ở đây thầy xét một cái đường thẳng delta. Đường thẳng delta là một đường thẳng cố định nhá, cái đường thẳng delta đây này. Đó, thầy xét một cái đường thẳng khác, đường thẳng này là đường thẳng L đi. Đường thẳng đấy song song với đường thẳng delta và cách delta một khoảng là R, được chưa nhỉ? Đấy, thì nếu như thầy lấy cái đường thẳng delta này làm trục này, thầy quay cái đường thẳng R này, thầy quay đường thẳng đấy quanh cái đường thẳng delta, thì lúc đấy tất cả các cái điểm
tất cả cái hình mới tạo thành ấy, cái mặt mới tạo thành chúng ta sẽ gọi nó là mặt trụ. Mặt trụ, à, các bạn quan sát này. Như vậy cái mặt trụ là gì? À, nếu các em kéo dài cái phần này về mãi mãi thì chúng ta sẽ có cái mặt này, cái mặt xung mặt này. Đó. Nếu mà kéo dài về mãi nữa thì nó là mặt trục. Có trục là gì? Cái đường thẳng delta. Đây gọi là trục này. Nó chính là cái đường thẳng chính giữa này, cái đường thẳng chính giữa. Thì đấy là mặt trục nha. Đó. Bây giờ nó nói về hình trụ. Thì hình trụ là gì? Thì khi mà các em nắm được mặt trụ rồi ý, thì ở đây thầy sẽ tiếp tục thầy cắt cái mặt trụ này ra. Tức là thầy xét hai cái mặt phẳng. Một mặt phẳng, hai mặt phẳng đấy đều vuông góc với trục, đây là trục này. Thì hai mặt phẳng đấy đều vuông góc, mặt phẳng đầu tiên đây, được chưa? Và mặt phẳng thứ hai đây, được chưa? Khi mà thầy xét hai mặt phẳng đều vuông góc với trục thế thì tự khắc là thầy sẽ tạo ra được một cái hình. Hình đấy gồm có một cái mặt trụ bị giới hạn bởi hai mặt phẳng. Đây này, nguyên cái phần ông thọ này. À, một cái đường tròn bên trên tạo bởi cái mặt phẳng đầu tiên. Một hình tròn nữa, xin lỗi các em, hình tròn chứ không phải đường tròn nhá. Cái này phải là hình tròn, tức là lấy được tất cả các điểm nằm trong đấy nữa. Và một hình tròn bên dưới. Đó, thì khi đó cái hình đấy tạo thành chúng ta sẽ gọi là hình trụ. Hay nói một cách nôm na, hình trụ chính là cái vỏ của cái hộp sữa này. Nếu như thầy bóc hộp sữa này ra, thầy uống hết hộp sữa này thì tất cả những cái vỏ chúng ta có thể hiểu nó là một hình trụ, gồm có hình tròn đáy bên trên, hình tròn đáy dưới và các cái mặt xung quanh. Đó, các mặt xung quanh nó chỉ giới hạn bởi hai cái mặt phẳng này thôi. Thì đây là hình trụ, được chưa? Còn khối trụ thì sao nhỉ? Ở đây, hình vẽ của chúng ta có hình vẽ đây rồi, các em có thể tưởng tượng được. Còn khối trụ thì sao? Khối trụ thì nếu như mà chúng ta biết là hình trụ rồi thì chúng ta xét cả các cái phần sữa bên trong, tức là tất cả các cái hình trụ thì chắc chắn là sẽ chia cái không gian này thành hai phần, cái phần bên ngoài hình trụ và phần bên trong hình trụ. Thì tập hợp tất cả các cái điểm nằm bên trong hình trụ cộng với các cái điểm nằm trên hình trụ thì chúng ta sẽ gọi nó là khối trụ. Tức là sao? Tức là khối trụ, các em có thể hiểu lôm la nó là hộp sữa này, khi chúng ta có đầy sữa thì chúng ta sẽ có thể hiểu được nó là khối trụ nhá. Được chưa? Vậy các em cần phải phân biệt rõ được ba khái niệm là mặt trụ, hình trụ và khối trụ nhá. Được chưa nhỉ? Đó. Liên quan đến các công thức về hình trụ và khối trụ thì chúng ta sẽ có các công thức như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có công thức về diện tích. Thì khi nói đến diện tích thì các bạn nhớ là chúng ta quan tâm đến diện tích của một cái hình trụ nhá. Diện tích của hình trụ. Đó. Khối trụ thì chúng ta sẽ có công thức liên quan đến thể tích. Đấy, thể tích thì các em phải bao hàm cả phần không gian bên trong thì gọi là khối trụ. Thì đối với diện tích của cái hình trụ thì chúng ta có diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Được chưa nhỉ? Diện tích xung quanh là diện tích của các cái, chúng ta chỉ tính các cái mặt xung quanh này thôi, là diện tích xung quanh. Có diện tích toàn phần các em phải cộng thêm cả cái hai mặt đáy. Đó. Thì cái phương pháp để có thể tính được cả diện tích và thể tích khối trụ ấy thì các bạn phải quan sát cái hình mà thầy đã thể hiện trên cái bảng này, trên màn hình. Ở đấy, đấy là một cái các em có thể tưởng tượng như nếu như đáy nó, cái hình trụ này bản chất của nó, nếu mà các bạn tưởng tượng nó là một cái hình lăng trụ đứng. Với đáy là một đa giác có số đỉnh tiến dần đến vô cùng, thì lúc đấy đáy nó sẽ suy biến thành đường tròn. Và các bạn hiểu ngay, à như vậy thì chúng ta có thể tính được diện tích xung quanh và diện tích toàn phần bằng cách nào. Các em quy về, các em có thể tự suy ra được nhá. Và công thức của chúng ta sẽ như sau. Diện tích xung quanh, S xung quanh bằng 2πRh. Diện tích toàn phần, S toàn phần bằng 2πRh cộng với 2πR bình phương. Được chưa? 2πRh cộng 2πR bình phương. Và thể tích của chúng ta sẽ là gì? Đó là πR bình phương H. Vậy cái diện tích xung quanh các em có thể nhớ được nó chính là cái chu vi đáy nhân với chiều cao. Diện tích toàn phần còn các em có thể tính được là tổng của diện tích xung quanh cộng với diện tích của hai đáy. Được chưa nhỉ? À, và thể tích của chúng ta có thể tính được, nhớ được bằng cách là diện tích đáy, diện tích nhá, diện tích nhân với chiều cao. Được chưa nhỉ? Rồi, có lẽ là cái hình trụ này không cần phải có tác dụng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần tiếp theo, đó là mặt nón, hình nón, khối nón. Và thầy cũng đã chuẩn bị ở đây một cái vật dụng để các em có thể hiểu được về mặt nón, hình nón và khối nón rồi. Nào. Đây, hiện tại thầy đang có trong tay đây là một cái nón luôn. Cái này ở trong văn hóa Việt Nam thì người ta gọi là cái nón. Và đúng với tính chất của cái nón thì đây chính là một cái hình nón. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là hình nón, thế nào là khối nón và thế nào là mặt nón. Được chưa? Phải phân biệt được rõ các khái niệm này. Vậy đầu tiên chúng ta cũng nói tiếp tục đến cái đầu tiên là khái niệm về mặt nón nhá. Mặt nón trước hết nó là một mặt tròn xoay, hiểu chưa? Mặt tròn xoay, và nếu như các em có một cái trục đây, các em có thể tưởng tượng đây là một cái trục này. Đó, thì trong hình vẽ ở đây thì chúng ta cũng có delta, đây là một cái trục này. Thì nếu như thầy xét một cái đường thẳng khác, không phải đường thẳng delta, mà đường thẳng L, đường thẳng đấy hợp với delta một góc nằm trong khoảng từ 0 độ đến 90 độ, tức là nó không trùng với delta nhưng nó cũng không vuông góc với delta. Cái đường thẳng đấy là đường thẳng mà các em có thể tưởng tượng đường thẳng đấy là đường này.
đây này, đường thẳng delta đây nhá, thì cái đường thẳng đấy là đường này này, đó. Nếu đối với cái nhóm này thì đường thẳng này, thì khi mà thầy que cái đường thẳng n đấy quanh cái delta thì thầy sẽ tạo ra được một cái mặt gọi là mặt nón, đó. Các em hiểu cái này không nhỉ? Đấy, thầy đang quay này, thì sẽ tạo ra một cái mặt gọi là mặt nón. Thì mặt nón ở đây nó bị giới hạn, cái nón này bị giới hạn. Còn nếu mà nói về mặt nón thì các em có thể hiểu là nó có thể chéo lên đây, chéo lên đây, tức là nó là mặt bên dưới đây còn một cái mặt ngửa bên trên nữa, như hình vẽ các em có thể quan sát được. Nó sẽ kéo dài đến vô cùng nếu mà các em xét về đường thẳng như vậy. Thì đấy là mặt nón, được chưa? Nhá. Mặt nón có một số khái niệm quan trọng mà các em cần phải quan tâm đến. Thứ nhất là trục, đây là trục này, đó, trục, đấy, nó chính là đường thẳng delta trên hình. Thứ hai là đường sinh là đường thẳng L. Đường thẳng đấy là đường thẳng sinh ra đường cái mặt nón này, chúng ta gọi là đường sinh. Thứ ba là đỉnh, đỉnh đây, nó là giao điểm của cái trục delta và cái đường sinh L, được chưa? Và góc ở đỉnh, nếu như nhá, các em nhớ này, nếu như mà cái trục và cái đường sinh tạo với nhau một góc alpha ấy, thì góc ở đỉnh là góc 2 alpha, nhớ nhá, góc ở đỉnh của hình nón là góc 2 alpha. Góc đấy nó sẽ có số đo nằm trong cái khoảng từ 0 độ đến 90 độ, được chưa nhỉ? Đó, góc ở đỉnh. Rồi, đấy, sau khi hiểu về cái mặt nón rồi, các em sẽ quan tâm đến tiếp theo là đến hình nón. Thế hình nón là gì? Thì bây giờ nhá, các em quan sát này. Bây giờ chúng ta đang có một cái mặt nón. Bây giờ thầy xét một cái mặt phẳng. Mặt phẳng đấy là mặt phẳng song song với trục nhá. Hai mặt phẳng, thầy xét hai mặt phẳng. Hai mặt phẳng đấy, một mặt phẳng song song với trục và đi qua đỉnh, được chưa? Đi qua đỉnh của cái mặt nón. Một mặt phẳng song vuông góc với trục, xin lỗi các em, vuông góc với trục và đi qua đỉnh. Một mặt phẳng cũng vuông góc với trục và nó đi qua một điểm không thuộc đỉnh, thuộc trục nhá. Bên dưới này, ví dụ bên dưới này. Thì các em có thể hiểu này. Tất cả các cái mặt mà bị giới hạn bởi hai mặt phẳng đấy là mặt này này. Đó. Cộng với cả hình tròn được tạo ra bởi cái mặt phẳng bên dưới này, mặt phẳng P phẩy này, mặt phẳng P. Các em quan sát này, hình tròn nhá. Đấy, được tạo ra nằm bên trong đường tròn này. Thì cái hình đấy chúng ta gọi là hình nón. Được chưa? Hay nói khác, nếu như các em tưởng tượng như cái nón này nó ngửa nắp lên và nó có một cái nắp để nắp ở đây đấy, thì cái vỏ của cái bùa nó để tạo thành một cái khối. Nếu mà có một cái nắp đây này để thầy có thể đựng được các cái đồ vật ở trong đây. Tất nhiên là không ai đựng đồ vật trong nón cả, nhưng thầy đang ví dụ thế thôi. Các em có thể đựng được đồ vật trong đây. Thì khi đó các em thấy là cái hình vỏ của cái khối mà thầy đựng đấy nó chính là một cái hình nón. Được chưa nhỉ? Nhá. Rồi thì khối nón thì cũng tương tự như thế thôi. Khối nón thì là gì? Thì là cái hình nón thì tất nhiên rồi, nó sẽ chia cái không gian của chúng ta thành hai phần, một phần bên trong hình nón và một phần bên ngoài hình nón. Thì khối nón là gồm tất cả các điểm nằm trên hình nón và các cái điểm nằm bên trong hình nón. Đấy, thì đấy là cái khái niệm về khối nón. Rồi thì nói về các công thức liên quan đến hình nón thì chúng ta sẽ có công thức về diện tích và công thức liên quan đến khối nón thì chúng ta sẽ có công thức về thể tích nhá. Đầu tiên là nói về diện tích của hình nón thì cũng như vậy, chúng ta có được diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Đó. Diện tích xung quanh thì các em chỉ quan tâm đến cái phần xung quanh này thôi. Đấy, diện tích của cái phần xung quanh. Đó, cái mặt xung quanh nó chiếm bao nhiêu diện tích. Thì muốn tính diện tích xung quanh hình nón thì các bạn, hoặc muốn tính thể tích cái bất kỳ công thức nào thì các em cứ tưởng tượng như cái đáy của chúng ta là một cái đa giác. Khi mà số đỉnh tiến đến vô cùng thì các bạn sẽ tự ra suy ra công thức mà thôi. Thì sau khi suy ra công thức thì các em biết được công thức của chúng ta sẽ như sau. S bằng pi nhân r nhân n, đấy là diện tích xung quanh. Với pi là với r là bán kính của cái đường tròn đấy, r là độ dài đường sinh của hình nón, được chưa nhỉ? Và diện tích toàn phần thì tất nhiên các em phải lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy nữa, cộng với pi r bình phương nữa, diện tích đáy nữa. Còn thể tích của cái khối nón thì được tính bởi công thức là 1/3 của diện tích đáy nhân với chiều cao. Đó, 1/3 diện tích đáy là pi r bình phương nhân với chiều cao, được chưa? Rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây liên quan đến video lý thuyết của phần nón trụ cầu. Thầy hy vọng là sau khi học xong thì các em phân biệt được rất rõ cái khái niệm liên quan đến mặt nón, hình nón, khối nón, mặt trụ, hình trụ, khối trụ và mặt cầu, khối cầu, và đồng thời các em hiểu rõ được thế nào là khối tròn xoay. Đó. Và các em sẽ trả lời những câu hỏi rất là đơn giản sau khi học xong. Ví dụ như là các em sẽ trả lời được là một cái hình hộp chữ nhật thì nó có phải là một khối tròn xoay không, hình lập phương có phải là khối tròn xoay không, hoặc là một quả cầu, quả địa cầu ấy có phải khối tròn xoay không, hoặc là rất nhiều hình mà các em thấy trong cuộc sống có phải là khối tròn xoay không nhá. Thấy hy vọng là buổi học này các em đã tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích sau khi các em học xong. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái buổi học tiếp theo trong khóa Vina môn toán nhé.